Tập truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, tác giả Nam Ngủ Yên. Chương 51. Hành trình đầu tiên 38 km. Ngày 21 tháng 5 năm 1996, tôi được nghỉ hè. Tôi rất hay nhớ các con số nếu nó gắn với một sự kiện nào đó trong cuộc đời của mình. Tôi quyết định một việc rất quan trọng, đó là tôi sẽ đi Hà Nội bằng xe đạp một mình. Tôi tin là mình làm được, mặc dù biết không phải dễ dàng gì, nhưng tôi muốn thử một lần xem như thế nào. Tôi đã nói với bà già và bà bảo phải báo với bố mẹ trước. Dĩ nhiên tôi nói dối là đã báo rồi, nên bà yên tâm và không có thêm ý kiến gì. Bà chăm tôi nên hiểu tôi có thể làm được gì và không làm được gì. Tôi quyết định sẽ khởi hành vào sáng ngày 25 tháng 5, đó là ngày thứ Bảy. Tôi hy vọng đó là một ngày có thời tiết đẹp. Nếu mưa thì tôi sẽ đổi sang ngày Chủ nhật dự phòng. Tôi cũng hồi hộp lắm. Mấy ngày liền cứ đi ra đi vào, rồi nghĩ xem mình có chuẩn bị thiếu cái gì không. Xe đạp thì tôi đã mang ra cửa hàng của chú Bồng ở đầu làng để bảo dưỡng một loạt các thứ như cân vành, kiểm tra lốp, cổ phốt, đặc biệt là căn chỉnh bộ đề của xe cá vàng. Thật sự thì cái xe này là đồ hiếm, nên không phải chỗ nào cũng sửa được. Nếu hư hỏng dọc đường thì sẽ rất khổ sở, tôi chưa bao giờ đi xa như vậy. Đồ mang theo thì chỉ có chai nước. Tôi sẽ đổ nước vối vào đấy, hẳn 2 chai luôn cho yên tâm. Còn tiền thì nhét nhiều nơi như trong cặp, trong mấy cuốn truyện và túi quần, nhỡ đâu có chuyện gì thì không mất hết. Thậm chí tôi còn mang theo một cuốn vở có ghi rõ tên lớp ở ngoài bìa, ghi luôn cả tên bố mình và số điện thoại cố định của gia đình ở Hà Nội, cứ phải cẩn thận mới được. Sáng thứ Bảy, trời nắng nhẹ từ sớm. Sau khi ăn sáng là một gói xôi xong xuôi, khoảng hơn 7 giờ, tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Bà già đứng nhìn tôi chăm chú, có vẻ hơi lo lắng. Bà cứ yên tâm, chiều cháu ra đến nơi sẽ gọi điện về báo, bà cứ tin ở cháu. Tôi bước lên thềm nhà, ôm bà một cái thật chặt. Phải nói là tôi rất yêu bà của mình, nên tôi nghĩ một cái ôm sẽ làm bà cảm thấy yên tâm. Cháu tự đi được lần này thì sao cháu thích về lúc nào cũng được, không phải phụ thuộc vào người khác nữa. Nếu ở nhà mà bà có mệt thì nhờ cô Thu ra đầu làng gọi điện báo, cháu sẽ về ngay lập tức bà nhé. Nói xong, tôi quay lưng bước xuống sân, lòng cũng hơi bùi ngùi. Sau này, tôi có rất nhiều lần ôm tạm biệt bà để đi, nhưng khi bà càng già đi, thì mỗi lần đi, tôi không cầm được nước mắt. Những lần cuối cùng được gặp bà, khi tôi kéo vali đi, thì bà ngồi trên cái ghế nhựa màu xanh, tóc bạc trắng như cước, và có vẻ nhìn không rõ nữa, nhưng tiếng nói vẫn sang sảng. Chà bố mày! Lần sau mày đừng có về nữa. Mày về được mấy ngày, xong mày lại đi, để hai cái thân già này lại ngóng. Những khi ấy, tôi chỉ biết cắm đầu kéo vali đi, không dám quay lại nhìn hai bà của mình đang đứng trên bậc thềm. Mắt tôi ướt đẫm, lần nào cũng thế. Nghĩ cũng buồn cười quá. Mấy lần đầu, anh lái taxi thấy lạ, vì đàn ông lên xe mà hai mắt cứ đỏ hoe. Về sau chắc tò mò quá nên anh ta mới hỏi. Mình lớn lên ở đây, giờ đi làm ăn xa ít khi về. Mỗi lần về nhìn thấy các cụ tươi vui hẳn, rồi khi đi các cụ buồn héo hon, cầm lòng không được. Hàng trăm lần tôi đã từng ước ao sở hữu cái cửa thần kỳ của Doraemon, để mỗi ngày đi làm về bước qua cánh cửa là sẽ thấy hai bà của mình, vợ con mình và cả bố mẹ mình nữa. Điều này tất nhiên là hoang tưởng, và nói ra thì hẳn trẻ con nó cười cho. Nhưng tôi đã từng nói với vợ mình cái ước mơ trẻ con ấy, vì cô ấy là người hiểu tôi, cũng như thương hai bà thật sự. Nhưng cuộc sống vốn là một chuỗi những sự lựa chọn và hàng tá sự đánh đổi. Không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo, nên tôi phải học cách chấp nhận. Tối hôm qua, tức là tối thứ Sáu, tôi đã thắp hương cho chị Ma đầy đủ, cũng lại gửi gắm những lời khẩn cầu như một bức thư. Tôi mong chị ấy sẽ trông nom bà tôi giúp tôi để bà không bị ốm. Tôi hứa khi trở về
nhất định sẽ mua thật nhiều quà cho chị ấy. Tôi chỉ thấy những đốm lửa đỏ rực trên đầu năm quê hương sáng lên trong đêm tối. Tôi tin rằng chị ấy đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi. Khi qua cầu đình và rẽ phải vào đường quốc lộ 17, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu những vòng đạp đầu tiên của chuyến hành trình, thực hiện cái kế hoạch đã ấp ủ từ hơn 2 năm về trước. Buổi sáng trời nắng nhẹ và đường vắng xe cộ, tôi điều chỉnh bộ đề tăng giảm xích để đạp ít vòng mà xe đi nhanh hơn. Mọi chuyện khởi đầu như vậy. Khi bắt đầu đến gần cái ngã tư mà trước đây tôi hay chọn làm mốc rồi đạp quay về, nó được gọi là ngã tư Đông Côi. Đi qua ngã tư này cứ thẳng phía trước mà đạp, nhưng từ đoạn này tôi thấy xe cộ bắt đầu nhiều hơn nên cũng không dám đạp nhanh nữa. Vừa đạp tôi vừa ngân nga trong miệng mình những bài hát không đầu không cuối, còn mắt thì tập trung nhìn đường và chú ý cột mốc ven đường. Đạp qua một cái cổng trường học rất lớn phía bên tay phải một đoạn thì tôi thấy cái cột mốc km ghi QL38 TT Dâu 3 km, nghĩa là quốc lộ 38 thị trấn Dâu còn 3 km. Mãi đến 2016 mới thống nhất đổi thành quốc lộ 17. Những điều này chính bố tôi dạy cho tôi khi tôi tập đi xe máy. Thậm chí nếu cột mốc km có ghi thêm ví dụ chữ H88, nghĩa là cột mốc số 8 ở km thứ 8 tính từ đầu con đường. Mỗi km sẽ có cột H đánh số từ H1 đến H9, mỗi cột cách nhau 100m. Điều này tôi phải ghi nhớ vì nếu đứng chơ vơ ở nơi nào đó thì việc biết đọc cột mốc sẽ giúp tôi xác định được mình nên đi theo hướng nào gần hơn. Sau này khi tôi có dịp đi nhiều nơi, nếu có ai bị lạc thì chỉ cần nói cho tôi những cảnh vật xung quanh